Xin chào mọi người đến với nhạc cụ Thanh Huy. Ngày hôm nay Huy có một cái cây piano màu sắc rất là đẹp, đó là màu đỏ mận. Đàn thì còn tầm khoảng 95%, độ mới rất là đẹp nha mọi người nha. Đàn này á, thì thương hiệu nổi tiếng tại Nhật Bản, đó là thương hiệu Atlas mà hầu như ai cũng biết nha. Âm thanh rất là hay, tiếng rất là sáng nha mọi người nha. Con này thì được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Đó, ba pedal còn mới keng. Đó, nói chung là cây đàn này rất là hoàn hảo từ phím tới độ nảy nha. Máy móc thì còn rất là mới nha mọi người nha. Đó, đây là cái phần máy móc của model Atlas A55H. Đó, chốt pin là chốt pin inox nha mọi người. Búa thì được làm bằng vân long cừu nha. Đó, và bây giờ Huy sẽ cho mọi người nghe qua âm thanh của nó nha. Đối với dòng này thì Huy sẽ bảo hành cho mọi người 3 năm vận chuyển toàn quốc. Huy sẽ trực tiếp đi giao hàng cho mọi người và đánh cho mọi người nghe thử. Đối với dòng này mình có thể bật nắp và mở nắp cho, ví dụ bạn đánh như vậy trong nhà thì âm thanh nó trầm ẩm hơn. Các bạn muốn âm thanh lớn hơn thì các bạn nâng lên như vậy. Và bây giờ Huy sẽ đánh cho mọi người nghe nha. Khi mà mua hàng thì chọn bộ 4 phụ kiện, đó là ống sửa, khăn phụ phím, ghế. Đầy đủ hết nha mọi người nha. Bảo hành đầy đủ và vận chuyển toàn quốc. Và bây giờ Huy sẽ đánh cho mọi người nghe qua nha. Rất là hoàn hảo nha mọi người, tiếng rất là sáng. Độ bass của nó rất là ok cho mọi người nha. Mình đánh qua cho cái âm sắc cho các bạn nghe. Tiếng nó rất là hay nha mọi người nha. Đó, mình sẽ đánh qua một số bài quen thuộc. Và bây giờ mọi người muốn mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với Huy nha. Huy sẽ vận chuyển và giao hàng toàn quốc. Xin chào mọi người.